Xin thân ái kính chào các bạn. Lần rồi chúng ta học đoạn 8 của Đệ Nhất Hội ở Chúa Lăng Nghiêm. Thì chúng ta đọc Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Rị Trà Yuratena Barahara Norasaya Dathaya Daya. Nam mô Bà Già Bà Đế Nam mô A Di Đà Bà Già Dathaya Daya Araha Đế Tamiu Ta Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đế A Sô Bệ Già Đa tha già đa gia Araha đế tam hiệu tam bồ đà gia. Nam mô bà già bà đế Bệ sa xà gia Cú lô phệ trụ rị gia Bác ra bà ra xà gia Đa tha già đa gia. Đó, bây giờ mình sẽ học đoạn kế tiếp. Bây giờ mình sẽ ngắt hơi nhé. Nam mô bà già bà đế Tam Bổ Sư Tỷ Đa Tát Lân Nại Ra Lạc Xà Gia. Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mũ Na Duệ Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam Mô Bà Già Bà Đế Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Đó, bây giờ mình sẽ đọc đoạn này. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Tỷ Đa Tát Lân Nại Ra Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Tỷ Đa Tát Lân Nại Ra Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Tỷ Đa Tát Lân Nại Ra Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Đó, thì bây giờ mình để ý là ở trong cái đoạn này nè, có những cái chữ chẳng hạn như là Đa Tha Già Đa Gia. Là lặp đi lặp lại. Câu này cũng có Đa Tha Già Đa Gia. Rồi Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia. Thì cả ba câu đều có hết. Cho nên mình tô màu tím lên để mình dễ đọc. Đó.
Rồi khi mình đọc thuộc ba câu này thì mình sẽ ráp lại từ đầu hết. Đó, như vậy thì xin chúc các bạn học mau thuộc đoạn này nhé. Và hãy ráp lại từ đoạn 1 tới đoạn 9. Để cho biết là mình học thuộc hết. Rồi sau đó mình sẽ qua đoạn 10. Xin thân ái kính chào quý các bạn. Thank you.